to day three after they come home. Look at this guy, so like crazy, so active. This guy, the head is already big. Oh boy, look at this. Same big. This guy, dude, watch me, watch me. Yeah. Cá đậu đã tròn hết rồi tất cả quý vị nha. Ngon cơm hết rồi. Nó chưa có full size nhưng mà nó vẫn ngon nha. Nhìn đâu, bá cháy không? Cái này là cá này thứ hai là em ship được rồi nha mọi người. Cá này thứ hai là bắt đầu ok là em ship đi lại hết á. Hey buddy. Chạy đâu vậy? Sợ. Chưa có rảnh để hút phân á, giờ có rảnh hút phân nè. Tối này cho ăn xong thay nước là hút phân nè. Nhìn mấy cái đầu uống đủ ha. Trồng gió. Mấy em này thì vẫn như bình thường, không có gì đặc biệt hết. Cái đầu này chọi bé đầu á. Sung quá trời sung. Từ này short body nha mọi người. Tay short body. So active. Look at this dude. He like more platinum. This guy is hiding. Hey buddy. Hey. Cái gì muốn ăn không? Muốn ăn không? Lên ra ăn nè. Cái gì? Cái gì lên đây ra ăn nè. Đây đâu rồi? Dạ muốn ăn không? Muốn ăn cho ăn nè. Ok, video này mình sẽ dừng lại đây nha mọi người. Mọi người có muốn mua con nào thì inbox nhắn tin cho mình nha. Thank you mọi người nha. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.